Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại cầu Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh. Người mẹ trẻ 26 tuổi chở con trai từ Cù Lô Dung, tỉnh Sóc Trăng đến đoạn cầu Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh rồi gieo mình xuống dòng sông lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 9. Theo như thông tin, người nhà chia sẻ chị gái này có mắc căn bệnh trầm cảm và đã được điều trị một phục hồi được một thời gian. Nhưng dạo gần đây do buồn chuyện gia đình nên chị đã phát bệnh trở lại và xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Hiện tại, người thân, gia đình và cha mẹ rất lo lắng, lực lượng chức năng đang tìm kiếm hết công sức để mong muốn đưa được hai mẹ con lên trên bờ sớm nhất. Các anh em đang có mặt ở cầu Cổ Chiên của tỉnh Trà Vinh. Thì vừa ngày hôm qua vừa xảy ra sự việc là một người mẹ 26 tuổi ôm một người con từ trên cầu Cổ Chiên xuống dòng sông này. Trước màn hình của quý cô chú anh chị đây là cha, là mẹ của chị gái đó. Dạ, con chào cô chú. Dạ, thì cái sự việc của mình đó thì ngày hôm qua được anh em của đội cứu nạn cứu hộ của tỉnh Trà Vinh cũng đã chia sẻ lên trên mạng xã hội để mà giống như là hỗ trợ tìm kiếm. Rồi ngày hôm nay tụi con qua đây để mong muốn là chia sẻ câu chuyện này lên, giống như là chia buồn. Trước tiên này, nếu mà sự việc có thật như xảy ra như vậy thì con xin chia buồn cùng với cô chú. Và cái điều thứ hai nữa, tụi con muốn chia sẻ câu chuyện này lên thì để giống như là cho tất cả mọi người có thể đồng cảm và chia sẻ lúc mà mình đang khó khăn. Tại vì con cũng nghe được là gia đình mình là khó khăn, chú thì cũng bị bệnh, cô thì giống như là vừa bán vé số rồi cũng lo để từng ngày để mà lo cho gia đình, đúng không cô? Dạ đúng. Dạ. Cô ơi, cô tên gì hả cô? Dạ, cô chịu khó nói chuyện lớn cùng con ha. Thăm chị Điệp. Dạ, cô Điệp ơi, mình nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 54. Dạ, thì chú tên gì hả cô ha? Quỳnh Chí Công. Quỳnh Chí Công. Dạ, thì cái sự việc này là vì sao mà chị gái nhà mình là phải kết thúc đoạn tuyệt cái mạng sống vậy cô? Không biết nó bị gì, con thấy nó buồn buồn, người hỏi nó không nói. Nó nói như là nó cũng chồng con cũng đi làm mướn làm thi đó. Dạ. Rồi hoàn cảnh khó khăn rồi con nó mới cất nhà lên, nó cũng chứ nợ thế này. Thì không biết vợ chồng nó cũng có buồn phiền chút đỉnh. Dạ. Rồi nghe nó có than là mẹ ơi con muốn nhảy xuống tự tử. Rồi tôi nói thôi con ơi đừng có nhảy, cái gì cũng còn mẹ cha giải quyết cho, cha mẹ không bỏ con đâu. Thì nó có như là rồi tôi mới đi bán vé số. Ở nhà là nó bồng con nó đi là chập trước. Rồi tôi mới nói con về đi, nó quay trở về. Rồi chập sau này là tôi đi bán vé số là tới 10 giờ rưỡi tôi về nhà. Thì cháu ngoại, cái cháu ngoại là 9 tuổi, nó nói ngoại ơi Út đi đóng tiêu rồi, là nhìn thấy xe là không thấy. Rồi tôi về, rồi ông cha nó mới nói là chắc nó đi bánh bạ, nó mua đồ cho con nó, chứ không nghĩ rằng là nó đi vậy. Rồi tới 10 giờ mấy rồi điện cho chồng, người chồng nó mới bên đây là mới cho hay là thấy chiếc dép với là chiếc xe trên cầu mà không thấy con tôi. Dạ. Rồi mái tóc lên là gể tôi với cha nó mới chạy qua đây kiếm, thì thấy chiếc xe thì công an giữ chiếc xe nhưng mà dép vậy thì đem nhẫm hết. Ừ, như thấy là tấm chứng minh cung cấp xe là có một chị bà là của con gái để lại hai đôi dép ở trên cầu, mà tới bữa nay là chưa thấy con tôi. Dạ. Là ngày hôm qua là khi mà ghi nhận sự việc này là lúc đó là mấy giờ cô ha? Đó khoảng là hồi ở nhà, tại nhà là 10 giờ rưỡi. Dạ. Rồi cũng như là gửi tôi nó điện lại nói mẹ ơi người ta gửi hình chiếc xe với dép vợ con ở trên cầu á, là tôi gửi hình con là thấy ở Cổ Chiên á. À. Rồi nó mới chạy lên là hai cha con mới chạy qua đây. Dạ cô, địa chỉ nhà của mình á, từ lúc mà chị gái này đi qua tới bên đây là nhà mình ở đâu lần? Nhà với đình thờ người ta bác. Là ở huyện nào, tỉnh nào cô? Huyện Cù Lao Dung. Huyện Cù Lao Dung. Ồ, là thuộc địa phận của tỉnh Sóc Trăng hả cô? Sóc Trăng. Ồ, là phải qua cái con phà nó qua đây. Dạ, xã An Đông con phà mới qua đây. Dạ. Bên đây cũng khoảng xa dữ lắm. Dạ, mà không ngờ thì trước đó thì chị này có cái biểu hiện như thế nào không cô, mà tại sao mà nghĩ quẩn như vậy không cô ha? Bởi vì nó cũng như bệnh dạng, nó bệnh trầm cảm, nó bệnh cũng lâu lắm rồi, cách khoảng 2-3 năm nay nó có bệnh lần. Dạ. Rồi tôi chị nó hết rồi, rồi sau này như là có gia đình mà buồn, buồn gia đình hơn cái gì thì sợ nó bệnh tái phát lại. Nhưng mà tôi buôn ba, tôi lo gia đình, nhưng buôn bán cái gì trong gia đình đó, cũng như là hút chẳng hạn là hút hụi rồi đi bán buôn đóng hụi. Dạ. Dạ, rồi thành ra cũng hơi không có quan tâm tới con, bởi vì thấy con ở nhà rồi chim chăm hai đứa cháu ngoại, nó chăm con nó, rồi chim đứa cháu ngoại 9 tuổi nữa ở nhà hai vợ cháu, cái gì cũng bụng rồi. Ừ. Hai vợ chồng ngày nào cũng bán vé số chứ. Ủa vậy là cô chú làm công việc bán vé số luôn hả? Dạ, bán vé số, bởi vì đất điện không có. Dạ. Nhà ở với chừng nửa không à. Rồi đi làm bán vé số thì tôi đi làm mỗi ngày á. Ừ. Đang kiếm tiền cò đặng hàng ngày là sinh sống hàng ngày. Dạ. Ừ. Rồi hiện tại bây giờ là khi mà mình hay tin con mình như vậy là cô đi bằng phương tiện gì qua đây? Đi ra xe ôm. Trời ơi, là hai cô chú đi xe ôm qua luôn hả? Bởi vì ổng là ghế chở, còn tôi là bao xe ôm. Dạ. Ôm cùng chỗ mà đền thờ đó. Thì chú nó chở qua đây. Vậy là chị là có trước đó là có mang căn bệnh trầm cảm.
và do là chắc cũng buồn phiền vì chuyện gì đó rồi phát bệnh lại. Rồi từ ở bên Cù Lao Dung mới qua tới cầu Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh này để mà kết thúc mạng sống như vậy. Dạ. Thì hiện tại bây giờ đó là gia đình mình có chuẩn bị được gì chưa cô? Chưa chuẩn bị. Dạ. Vì hay tin con vậy rồi là vợ chồng mà tôi không ở đây chưa có chuẩn bị gì gia đình nha. À, theo như cô chia sẻ lại á, là hoàn cảnh của cô là hiện tại đang thuộc diện gì khó khăn hả cô? Dạ. Dạ. Bé năm nay bao nhiêu tuổi cô nhỉ? Bé mất là 26 tuổi, gái 26 tuổi. Còn bé con của chị đó? Con là mới có 24 tháng, 25 tháng. Trời ơi, mấy tuổi cả nhà. Rồi cô cũng không biết lý do tại sao lại con mình lại gieo xuống cái dòng sông này không ha? Không biết luôn. Rồi tới chừng răng lên nó người quảng hồ mới là kêu xe bao qua đây, ông chồng qua trước rồi tôi qua sau, chứ không biết nguyên do gì chứ. Nhưng mà chắc chắn là cái xe đó là xe con của cô và chứng minh con của cô. Xe con bị gì? Với căn cước của con công an giữ rồi, cái xe mà nó đai con đó là chụp lên là biết cái xe của con. Cái lúc mà cô biết thông tin đó thì trong người cô như thế nào cô? Hoảng sợ. Thấy xe là cũng hoảng sợ thật, là khóc dữ lắm. Thấy con gấp dữ lắm. Bởi vì biết chuyện như quẩn thì biết con nó cũng như là cái quẩn này kia nọ, có thang nó chia sẻ con nhiều lắm. Mình biết con mình nói trước như vậy. Rồi trước khi chị đi ra cái cầu này thì chị nói như thế nào, cô có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Cũng như giấy cầu nguyện làm sao mà cho con có dạy dột á, đóng định về nhà. Còn nếu mà dạy dột nhảy tìm kiếm cái xác con đem về. Không, cái trước lúc mà chị ra đây á, chị ẩm con ra đây á, thì cái khi đó là chị giống như chị nói với cô như thế nào? Không có nhà, nhưng mà đợt trước là nó nói mẹ ơi, chắc con muốn nhảy cái cầu á chết, không có ai cản là con chết thật rồi. Thì tôi mới khuyên con thôi, con ơi chuyện đâu còn có đó, con đừng nghi quẩn vậy. Mẹ mặn đây có gì mẹ con mình ăn nấy, không có đánh đổi đâu, mẹ không bỏ con đâu, cha mẹ không bao giờ bỏ con. Nó khuyên nhủ với con gái tôi lại vậy đó. Dạ. Dạ, nhưng mà tôi đi á, nó nhà nó buồn cái gì tôi cũng không biết nữa. Lúc đó thì cô có suy nghĩ là con gái mình nó không, làm không có suy nghĩ mà dạy dạy dột. Mẹ nói mẹ ơi con ở đây á, mẹ không có lâu đâu, con đi rồi, bởi vì nó có nhà kia ở dưới, tưởng nó về nhà không à, chứ đâu biết mà con nghĩ vẫn dạy dột vậy. Giống như một cái điềm báo trước đúng không? Nó nói con nó làm đến nặng cho mẹ. Tôi suy nghĩ nó mẹ đi bán cái số kệ đi, mẹ lo sửa cho con uống được, mẹ nuôi được. Là con nói trả lời với con vậy đó, rồi nó thấy tôi phải sửa sùm rồi cái con nó mua. Nó là anh niềm gánh nặng của là mẹ thành ra nó suy nghĩ quẩn vậy đó. Thương nhất là đứa con của chị đó, nó còn nó mất mấy tuổi chị chưa biết nói chuyện, mới biết kêu ông bà. Trời ơi, cả nhà. Với anh kêu ba tiếng nói với được, cha bốn tiếng chưa biết nói chuyện gì chân, chưa biết nói chuyện gì hết. Chưa kêu được bốn tiếng à. Mình vẫn không suy nghĩ được là chị đó sẽ ẩm theo đứa con nhờ. Đáng nhẽ là mình tưởng rằng là con ẩm đi chợ mua đồ không, chứ không ngờ là mình chạy qua đây, không ngờ con chạy qua đây vậy. Cha nói chắc là đi chợ mua này kia cho con ha, suy nghĩ gì không mà chứ không nghĩ là con mình suy nghĩ bẩn như vậy đâu. Dạ. Không biết gì bẩn, cha nó đi tìm kiếm nó rồi, bị vợ chồng đứa nào đi bán cái số chứ không ở nhà. Bây giờ bởi người nhà là có chị đó đã có cái triệu chứng là bệnh trầm cảm rồi. Yeah. Rồi xong rồi cái là do gia đình mình cũng không để ý. Lúc mà chị suy nghĩ tiêu cực lên là từ ở bên Sóc Trăng Cù Lao Dung qua tới đây là khá là xa luôn, cái trên cái đoạn đường để qua đây đó. Mà nó đai con nó trước mà nó chạy cách nào mà nó qua đây tới 2 tiếng rồi mà nó qua tới đây tôi cũng biết, bởi vì cháu ngoại nó là 8 giờ mấy. Dạ. Yeah. 8 giờ rưỡi rồi nó bảo nó chạy bang qua đây đó. Không nghĩ không ra. Nói chứ mà dại dột quá trời. Ta đi một đoạn đường ta suy nghĩ này nọ kia mà không biết suy nghĩ gì sao, mình làm vậy nó cũng không biết nữa. Không hiểu nổi. Dạ thà chú thấy trong mình chú sao chú? Nói chung giờ chú giờ cũng nghẹn ngào, nghĩ lại phần nữa chú đang mang bệnh vô người, chú cũng khó mà đó, để ma muốn chúng bệnh trong mình không? Chú là hiện tại là mang căn bệnh gì cô? Bệnh tim. Tim. Bệnh thần kinh, rồi bệnh phổi nữa. Dạ. Ở nhà là thuốc uống tim mỗi bữa luôn á. Ngày nào không uống, qua đây thì là không đem theo, nhà bán cái số là bỏ vô trong một dĩ vô bóp á, đem theo uống không. Một ngày cô chú là bán được bao nhiêu tờ vé số? Hôm qua cái nhẹ bán thì bữa 140, ổng bán thì bữa 100, khi 80 rồi. Bây giờ mệt rồi, ổng nghỉ rồi. Ổng bán không được nhiều, ghi tôi gắn bán ngày trên gửi không chừng á. Dạ. Tiền cái bữa. Khi tối con gặp cô thì cô chia sẻ là do gia đình mình có một cái số nợ
Rồi lúc đó là chị giống như là tách ra ở riêng. Rồi cô thì giờ giống như cặm cụi bán từng tờ vé số để mà lo trong gia đình, rồi bà vừa trả nợ nữa. Thì hiện tại là cái số nợ mình là cái nợ về vấn đề gì cô? Như nợ cất nhà, rồi thêm chồng con bệnh, người hỏi hỏi người dây dây lại, rồi cũng như mình dây 20, rồi sau này người ta cho dây thêm mà 60, và trả cái vốn 20 rồi xây chở chăn chở trong nhà. Chồng con bệnh không có tiền á, người đi hỏi người ta bạc ba la bốn lai, rồi lấy tiền nó đắp qua đắp lại, rồi cái hốt phụ nó trả. Rồi bây giờ như là mình gán bán mà đi chống phụ chết lại là hoàn cảnh như vậy đó. Nói chung hoàn cảnh của cô chú đây đó thuộc dạng đang khó khăn. Thì nếu mà trong cái đợt này mà tìm kiếm được gặp được chị và con trai á, thì gia đình cũng mong muốn là để cho có đội hỗ trợ xe đem về bản, tại vì gia đình bây giờ là không có kinh phí để đưa về bản hay sao cô? Như nhờ mấy chú hỗ trợ cho, như là con còn trống thì về con mất thì nhờ mấy chú giúp về cho tới nhà vậy đó. Đỡ hỗ trợ giùm. Nhưng mà bước đầu tiên là phải tìm được hai mẹ con đang ở dưới dòng sông này. Bây giờ chạy trọt kiếm dữ lắm chú ơi. Khổ quá trời, thấy gì dầu lắm. Sáng lên đầu cầu nhìn xuống sống giữa trời đó. Thấy nước mà chạy gì con mình không biết nó đâu. Thấy nó khổ lắm. Vừa mất người mẹ, là vừa mất người con, cháu người cháu của mình nữa. Chưa biết cái gì nữa. Hình như là cháu là bên, nếu mà bên nội là cháu này, cháu Đức Tôn. Bên nội bên kia nó có thằng trai một rồi. Trời ơi. Bên đây tôi có hai đứa nhỏ nữa có thấy. Rồi chồng. Con gái thứ hai nãy. Rồi chồng của chị đâu? Chồng nó đi làm xe cút á. Làm cái cút mới làm mướn nữa. Rồi đã hay chưa, hay biết gì chưa? Hay nó lên đây nó kiếm, bên đó là bên chồng không á. Bên chồng của mợ nhỏ Út tôi á. Dạ. Nó mợ dâu nó chị hai nó, đó là bên chồng của rể tôi á. Dạ. Bên chị em á. Dạ. Cũng thấy nó vậy rồi cũng chạy lên đây nè, anh rể chị lên chân á. Giờ là cũng đang chờ bên đội thanh niên xung kích với lại phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của tỉnh Trà Vinh mình lên để hỗ trợ cho những gia đình tìm kiếm. Thật sự thì bây giờ là mình không biết là cái lúc nào mà chị nổi lên, hoặc là con trai nổi lên trước. Người ta hay là thấy tôi không bây giờ thấy con tôi, nhưng mà nghe người ta thấy nó nhảy đó, nhưng tôi không biết gì trơn. Không biết gì trơn á, qua đây nghe tôi kể lại gì thôi chứ không biết nữa. Là mình chứng kiến, có người chứng kiến chị ấy nhảy luôn hả cô? Có, ở đây là người ta thấy là hai mẹ con ổng nhảy xuống cầu. Dạ. Lột có mưa dục ra rồi ảnh nhảy cầu, có chú ở trong đó đằng đó nó kể lại cho nghe. Là chú đó thấy hả? Dạ, kể cho ông chồng nghe nè. Dạ. Kể không? Là kể sao chú nghe? Nói là cái lột áo mưa ra. Dạ. Ổng nhỏ tấm thôi. Vừa tới xe tới cầu là lột áo mưa là nhảy xuống liền luôn. Nhưng mà đứa nhỏ lộn 2-3 vòng, nhưng mà người ta không dám nhảy xuống vớt á. Chú thấy mà chú không dám là vớt á. Đứa nhỏ lộn 2-3 vòng luôn á. Trời đất. Lộn lên vậy nè, nhảy xuống rồi đứa nhỏ lộn lên. Nhỏ con nó chìm xuống nhưng mà nó lộn lên. Mà chú không dám vớt. Gặp mà có xe đó này kia, ghe này kia là vớt. Cháu tôi sống rồi. Dạ. Trực tiếp ra liền nó là sống rồi. Dạ, đất luôn. Giống như là lúc đó, lúc đó với lại bằng trên cầu người cao quá, người ta cũng không dám tự tin để nhảy nữa. Gặp như tụi ai khỏe mạnh thì chưa chắc cũng tự tin để nhảy nữa, tại vì giữa cầu là cái dòng nước đang xoáy rất là lớn, mà không đủ tự tin để mình nhảy xuống đâu. Từ khi là có ghe máy đi ngang á, thì gọi mai người ta có thể kéo lên được. Lần này là nhảy lúc 10 giờ sáng thì chờ cho con thấy ghe máy xuồng đồ có ít đi qua lại nữa. Bây giờ thì cô cũng mong muốn là cộng đồng mạng chia sẻ những cái đoạn video này lan tỏa tới mọi người mà ở sông, đây là sông cầu Cổ Chiên ở phía bên phía Trà Vinh, phía bên Trà Vinh ha. Còn bên kia thì là Bến Tre. Nếu mà có ai mà xung quanh những cái mé sông á, người ta có thể là thấy một cái em bé tầm trạc 2 tuổi và một người phụ nữ tầm khoảng 25 tuổi ha cô. Người phụ nữ như mặc áo cam giống chú không chú? Áo cam. Thì nếu mà ai thấy thì có thể là báo với chính quyền địa phương đây nè. Đầu Ba Giá. Dạ. Đầu Ba Giá. Là bé cháu mà nó hả? Bé cháu. Là có thẹo ngay cao, có bớt ngay cằm. Bớt ngay cả đây nè. Là đó là thuộc về nhận dạng nha quý chú anh chị nha. Thì cô cũng mong muốn cô nói với lại quý khán giả cũng như là mọi người chia sẻ ủng hộ cô đi. Nói chung cô bây giờ cô cũng khó nói, cô không biết nói đâu, tại vì cô thì đó giờ cô không có rành về vấn đề này. Thì giống như là đây là anh em cũng thay lời cô nói, nếu mà quý khán giả hiện tại đang sinh sống ở dọc Bến Tre và mép sông Trà Vinh, thì có đi xuồng ghe máy hoặc là đi ghe lớn đi ngang sông cầu Cổ Chiên thì để ý giùm trên sông,
có vật thể gì nổi lên đó thì mong quý cô chú anh chị mình hãy để ý xem là có phải là con gái của chú hoặc là cháu ngoại của chú hay không, thì có gì điện thoại lại cho các kênh của anh em hoặc là liên hệ trực tiếp với là cơ quan chức năng gần nhất để người nhà mong muốn đưa hai mẹ con lên sớm đem về nhà nặng mà cho ông làm đám làm lễ này kia nọ để cho trong cái sự yên ấm, chứ bây giờ người nhà là đang tìm trong vô vọng. Đây cái sông thì hồ Cổ Chiên này nước rất là lớn và mênh mông đại hải luôn. Nước lúc đầu chị nghĩ là nước lớn, rồi khi mà chiều lại á là nước sông sẽ rút ra, không biết là nó trôi hay là nó lần đờ hay là nó gần ở đây hay không mình cũng chưa biết. Thì hiện tại bây giờ nếu mà gia đình này rất khó khăn, cầu mong anh em ở đây hỗ trợ lên để mới giống như là ai có xe, ai có ghe máy hoặc xuồng thì hỗ trợ ra sông để tìm kiếm, chủ yếu là tìm kiếm được hai người đó đem về cho gia đình để mà lo cái hậu sự. Chứ bây giờ để dưới dòng sông này tội quá, đứa trẻ mới có 2 tuổi thôi, ở dưới dòng sông này rất là lạnh lẽo. Thì nãy thì anh em cũng có chở cô đến một cái ngôi chùa thì tìm một cái vị sư để mà chút nữa sư về làm lễ rồi cúng kiến tụng này kia nọ, thì cũng cầu mong sao mà cho chị là lên để mà gia đình đưa về nhà sớm, trong sớm nhất có thể thôi. Thì gia đình của cô thì đang rất là khó khăn về vấn đề là tài chính. Nếu mà được anh em hỗ trợ hoặc là được anh em bên xung kích tỉnh Trà Vinh hỗ trợ để đưa thi thể, nếu mà tìm được đưa thi thể về bên bển để mà lo hậu sự nữa. Cô thì bây giờ là nói chung qua nay cô không ăn uống gì hết cô. Trời ơi. Thôi giờ cô chú phải gắng ăn uống lên chứ để tình trạng như vậy kéo dài cũng không nổi. Dạ. Đi dùm xong đi với con tôi ăn nổi. Có mua rồi gì cho cha mẹ ăn không? Cha mẹ này kìa. Trời. Có mua rồi mà không ăn đâu, để người ta ăn đâu. Chú này giờ đang bệnh tim đó, thật sự. Không ăn chay á. Ồ chú ăn chay trường hả cô? Ăn chay. Đó. Mấy em mua đồ chai không có. Đồ chai ở đây không có. Giờ mua sôi là không có ai bán. Mua hay còn thôi. Giờ chỉ ơi ra tiệm tạp hóa kiếm mì chai thì có, chứ ở đây không có đồ chai đâu. Quả mai có mì chai thôi. Cái lúc mà cô nghe được cái thông tin mà báo người ta viết video, những cái video đó thì cô suy nghĩ trong lòng cô như thế nào? Suy nghĩ buồn lo lắng lắm, thấy con mình vậy buồn, biết rồi nó không có thể nào còn nữa. Lo lắng một chút dữ lắm, thấy lên vậy là tôi biết con tôi bệnh rồi, tại vì thấy dép mà không thấy người, suy nghĩ với con tôi khóc dữ dội lắm. Tại vì trước đó là chị có đã có ý định từ rất là lâu hả con? Không, không có lâu, mới khoảng 4-5 ngày nay trở lại à. Nói trả lời với mẹ nói gì là cả 4-5 ngày nay chứ mới lâu. Nhưng mình không ngờ đúng không? Không ngờ con nó làm vậy. Bởi vì có dạy con, nó to, nó nhỏ cho con, nó nghe cái này nọ kia. Rồi làm thinh rồi nó không trả lời. Trả lời đi là lợi cho nó thinh. Chị mắc cái căn bệnh từ trầm cảm này là mấy tháng lâu chưa cô? Trầm cảm sau sinh hay sao? Nó bệnh là hồi nó có gia đình, con thì từ 2 tuổi rồi đó, rồi nó hết. Dạ. Hết gượng như nó mới phát lây cho độ chừng cỡ 2-3 tháng giờ nay. Trước đó là bị là người nhà đã thuyết phục, trị cũng giống như là chị được một phần. Dạ. Chị hết trơn rồi, không có còn bệnh nữa. Dạ. Người sau này nó buồn buồn mà thấy con cái mình trong nhà cái gì nó cũng biết hết. Dạ. Nó chưa có đánh đổi. Lúc đó là bác sĩ là có dặn dò là đừng có để cho chị bị sốc tâm lý nữa. Chắc đợt này thì giống như là có buồn phiền chuyện gì đó mà rồi xong chị bị trở lại. Gia đình nó tư yên chồng con cái gì nó không biết nữa. Dạ. Vì cho nó ở trên này rồi nó ở riêng rồi, vợ chồng nó riêng mà chị tới chị luôn, chị tới luôn vậy đó. Dạ. Nên đây chị tới luôn với mẹ cha chứ nó có gia đình riêng quá rồi. Mà chồng nó cũng đi làm mướn, làm cái cuốc nó đi làm mướn ngày cho người ta. Dạ. Chứ cũng không có lực làm chủ làm gì đó. Gia đình nó cũng khó khăn. Nói chung thì tách ra riêng thì mạnh ai mới sống. Bây giờ đủ thứ chuyện hết. Không biết nếu mà từ 10 giờ trưa nay, tầm khoảng 10 giờ thì nó sẽ ra chạy ra 12 tiếng. 10 giờ hôm qua, 10 giờ hôm nay là chạy ra tầm khoảng 12 tiếng. Thì nhiều khi là 12 tiếng này có thể là bé trai nó sẽ lên trước. Ừ. Cũng có thể như vậy. Rồi tại... mình gặp con cái thì cháu cho nó hợp lúc về nhà ăn cái một. Sống rồi về chết lấy xác con tôi đi. Con nguyện bài hồi sáng giờ lúc ngang giấy biết nhiêu. Dạ. Yeah.
Rồi tại giờ là trước mắt nếu mà tìm được chị lên á thì chủ yếu là mình tìm cái phương tiện để đưa hai mẹ con về. Mà phương tiện bây giờ á, thì chỉ là nhờ những hội thiện nguyện giống như là bên thanh niên xung kích hỗ trợ đưa về bển. Tại vì bây giờ cô chú cũng ở bên đây là lạ nước lạ cái, cũng không có rõ, không có rành nữa. Rồi cũng phải coi tình hình như thế nào mới tiến triển được nữa. Chứ bây giờ thật sự luôn, bây giờ người gia đình thì ai cũng rối rắm hết, vừa bên đây là vừa bên vợ mà vừa bên chồng. Thì nãy là cũng có thuê được một cái ghe nhỏ, đó là cho mượn chứ không phải thuê đúng không? Mượn là thuê. Mượn cho mượn mình đổ xăng kiếm. Dạ. Kiếm dọc dọc thôi bên dòng sông này chứ cũng chưa có biết là khi nào mà tìm được. Dạ. Thì thôi thì bây giờ con cô với chú nghỉ ngơi ha. Thì tụi con sẽ làm cái đăng tin này lên, thì mong sao mà cho tất cả mọi người mà có xem được video này ở phương xa, ở đâu đó gần đây cũng được, thì hỗ trợ để có xe, có ghe máy, có xuồng này đi nọ, rồi xúm nhau anh chị em mình người tay chân đi dọc dọc mấy sông để mà tìm được chị và đứa con lên đang đem về nhà sớm. Thì nếu mà quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước có xem được đoạn video của tất cả anh em đây, thì nếu có thương tình thì chia sẻ, giống như là chia sẻ lúc mà gia đình đang gặp khó khăn vậy, thì là một cái hoàn cảnh đặc biệt, cũng vào cái hoàn cảnh khó khăn của chú anh chị. Chú thì bán từng tờ vé số, bệnh lên bệnh xuống, thì cô đây cũng bán vé số, nói chung hai vợ chồng bán vé số hết. Thì chị gái này thì ra riêng, ở riêng, ở giữa bên chồng thì không biết là lục đục hay là sao, mình cũng chưa có nắm rõ thông tin. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã xác nhận là chị gái này đã ôm con gieo mình từ trên cầu xuống dòng sông này rồi. Thì cũng cầu mong là những các vị thầy, quan trọng là những vị thầy đâu đó, thì thường thường thì trên kênh của anh em thì đó giờ làm thì chắc cũng có những cái vị khán giả là thầy, thì sẽ xem lượt là cái ngày giờ hoặc là xem được cái hướng mà chị nổi lên. Thì nếu mà có ai mà có xem được cái vấn đề tâm linh đó thì cũng hỗ trợ gia đình một phần, giống như làm phước để mà coi chỉ điểm cúng kiến sao để cho giống như là cho chị với lại cháu nổi lên sớm nhất. Dạ thì thôi cô chú nghỉ ngơi ha, thì có gì thì con sẽ cập nhật tin tức. Rồi con chú lại thương quá.